Em tên là Lê Hải Đăng, năm nay 35 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về cửa đồng. À, còn em? Dạ, em tên là Diễm Phúc, em 27 tuổi, em quê Hậu Giang. Hậu Giang? Dạ. Ủa, em quê đâu? Dạ, em quê Hà Nội anh ạ. Hà Nội? Dạ. Diễm Phúc là làm nghề gì? Em làm thợ ở tiệm tóc. Hai em lấy nhau lâu chưa? Hiện tại như bây giờ bọn em lấy nhau đến đấy thì bây giờ là được 2 năm gần 6 tháng rồi, 2 tháng rưỡi rồi. Gần 6 tháng. Đó. Dạ. Rồi, chuyện tình của hai em bắt đầu như thế nào? Tại vì lúc bấy giờ là vợ em đi ra ngoài Hà Nội là học bên Học viện Học cổ truyền dân tộc ngoài Hà Nội á. Tính là theo nghiệp của cha, cha là thầy thuốc nam. Em thì lúc bấy giờ cũng đi tìm hiểu một cái dự án về bệnh để giải quyết về vấn đề bệnh tật ấy, để về em chữa bệnh cho mẹ. Thì lúc bấy giờ em mới gặp vợ em. Wow. Dạ. Ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn thấy chàng trai này như thế nào? Thật ra lúc đó em cũng chưa có ấn tượng gì, em đi cùng với nhiều người đó. Tại vì có một mình em là người miền Nam ở đó thôi. Thì mọi người mới nói là muốn nghe em hát thử. Thì lúc đó là anh mới thấy em, chứ còn em cũng chưa có biết gì hết ta anh nữa. Ủa, hát hay không? Dạ hát rất hay anh ạ. Hát giọng miền Tây, tại vì em người miền Bắc. Gần như là mình chỉ được nghe giọng hát của người miền Tây qua YouTube thôi. Chứ chưa bao giờ được nghe thực tế. Đó là cái ấn tượng đầu tiên, em bắt đầu em chú ý từ thời điểm đấy. Giống như mình đang đơn phương vậy. Nhưng mà lúc đó em có biết là bạn chồng lúc đó là đang bị thôi miên không? Dạ không. Lúc đó ảnh nhìn kiểu như công tử bột đó, nhìn nó hơi quê quê, không biết cách ăn mặc. Thì hôm đó ảnh mới sắm một bộ đồ mới, vest mới. Thì ảnh có dẫn một cô bạn gái tóc ngắn vậy nè đi theo cũng xinh xinh. Thế là lúc đó em mới nhìn thấy, là em mới để ý. Em cũng không nói gì hết. Cái tới tuần sau cũng gặp nhau nữa, cũng ngồi với nhau nữa. Thì lúc đó là em mới hỏi là ủa sao hôm nay anh không dẫn người yêu anh theo. Anh mới nói anh đâu có người yêu đâu, bạn bình thường thôi. Cái em nói xạo quá, bạn bình thường mà dẫn theo con mình cô. Cái chị ngồi bên cạnh chị mới nói là ở đây nhóc hết trơn người đẹp mà không yêu, đi yêu ai không à. Lúc đó em nghĩ là em trêu ảnh thôi. Em mới nói chứ em ngồi đây mà không yêu, đi tìm ai đâu không à. Xong cái tự nhiên ảnh quay cái ảnh nói thiệt không? Thiệt hả? Thế là xong cái về cái xin số điện thoại em, xong cái tối nhắn tin cho em chứ tình yêu đang làm gì vậy? Giống kiểu như là mình được bật đèn xanh á chị, là mình tới luôn. Rồi sau đó? Sau đó một thời gian nữa thì cỡ hơn một tháng đó, không biết em suy nghĩ sao lúc đó đó, em buồn em chán, cái em mới nói hay là hai giờ hai đứa mình đăng ký kết hôn đi. Xong rồi chuyện gì từ từ tính. Ủa, lúc đó đã yêu nhau chưa? Dạ chưa. Chưa mà đòi đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Mà em hiền quá. Không phải, tại vì em thấy ảnh hiền á. Với lại lúc đó em cũng đang buồn về chuyện tình cảm của em đó. Em thấy tình duyên của mình lận đận quá đi. Rồi cái em thấy ảnh hiền, em nghĩ là thôi ảnh hiền sau này dù gì cũng dễ dạy. Em nghe cái lời đề nghị là đi đăng ký kết hôn thì cảm giác em sao? Trong cái tâm lý của em lúc bấy giờ thì vui thì rất vui. Tuy nhiên là có một cái chuyện em cũng phải nói trước với cả vợ em lúc bấy giờ. Có nghĩa là nếu như em mà đồng ý quen anh á thì em sẽ rất là khổ. Tại vì em rất đào hoa, bạn gái thì theo rất nhiều, nhưng cái quan trọng là em không theo bất cứ một bạn nào hết. Em chỉ theo đúng trái tim và lý trí của mình thôi. Thì bạn này bạn nói là không sao hết, em chịu được. Tụi em có thực hiện cái việc đó không? Bọn em thực hiện ngay trong 3 tháng. Sau 3 tháng. Gia đình có biết không? Dạ, là lúc đầu thì vợ chồng em có ý định là giấu. Nhưng mình càng muốn giấu. Dạ, mình càng muốn giấu ấy thì nó lại càng lộ ra. Cho nên là mình không thể nào mà mình giữ kín chuyện đấy được nữa. Thế bọn em mới quyết định là bọn em nói thật với gia đình về chuyện tình cảm như vậy. Nhưng vợ em thì nói chuyện với cả gia đình bên nhà là vợ em có bầu rồi, cho nên là bây giờ phải cưới, cho nên là đăng ký kết hôn trước. Trời. Trước khi cưới á thì có cái sự quyết định nào của em mà khiến cho vợ em không biết mà vợ em sốc? Em có giấu vợ em điều gì? Giấu vợ em điều gì? Có một vấn đề, có giấu một chuyện. Đó là gia đình nhà em quyết định là sau quyết định cho em á là đi nước ngoài, đi Mỹ. Ở cùng với gia đình ở bên đó. Nhưng em giấu vợ em. Tại vì khi mà em biết được cái chuyện đó thì sao? Có một lần á thì tự nhiên mẹ chồng của em mới gọi điện cho em mà
cho em hay là phải làm hồ sơ bảo lãnh ảnh á. Thì lúc đó em về em mới tự nhiên cái em bị ức chế, xong rồi cái em quậy anh tơi tả. Em bị sốc hả? Dạ. Tại vì nếu như em muốn đi Mỹ thì thứ nhất là em phải xác nhận độc thân. Và khi mà em đã có vợ rồi mà phải xác nhận độc thân thì đồng nghĩa là hai vợ chồng em phải làm một cái giấy ly dị. Đúng rồi. Dạ, hoặc là một cái giấy hủy hôn. Nhưng với tất cả những gì em đang phấn đấu và công việc của em ở đây thì không có nghĩa lý gì em bỏ hết tất cả để em sang kia em làm lại từ đầu được. Mà làm lại một mình nó rất khó. Nhưng mà mẹ em có buồn không? Đến hiện tại như bây giờ mẹ em biết cái quyết định của em rồi thì mẹ em cũng đỡ buồn nhiều. Như cái thời gian đầu khi mẹ em biết thì mẹ em cũng khá buồn. Thế nhưng mà mẹ em có nghĩ rằng cái đó là quyết định của em, hay là mẹ em nghĩ là do vợ em tác động thì em mới không chịu đi? Cả nhà em, tức là sau khi mẹ em sang bên đấy rồi thì các chị mới nói vào cùng với em, thì mẹ mới biết rằng là cái này không phải là quyết định của vợ em áp đặt lên em để em nói như vậy. Em mà mẹ chồng em có thực sự là không, có nghĩa là bỏ, có nghĩa là xóa bỏ hết tất cả những hiểu lầm không, hay là bây giờ vẫn còn? Dạ cũng không còn nữa, tại vì cũng không có liên lạc thường xuyên đó anh. Thì giờ cuộc sống của vợ chồng em thì vợ chồng em bồi đắp thôi, chứ em cũng không quan tâm nhiều nữa. Khi mà mẹ em biết tin là vợ em đang có em bé được 2 tháng rưỡi rồi á, là mẹ em và gia đình ở bên nhà cũng rất mừng. Thì nhân chương trình này em cũng muốn gửi đến mẹ em một lời. Đó chính là hiện tại như bây giờ á, là cuộc sống của hai vợ chồng con hiện tại bây giờ ở Việt Nam đã rất là ổn định rồi. Cho nên mẹ ở bên đấy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hai vợ chồng con ở Việt Nam là tự chăm lo cho nhau được và tự cùng nhau phấn đấu được. Mẹ yên tâm điều đấy. Em cũng thích lời. Từ trước tới giờ là em chỉ có muốn nói một câu nhưng mà em chưa nói được. Đó là con chỉ cảm ơn mẹ vì đã sinh ra chồng con thôi. Đúng ra là phải hỏi cái giai đoạn là hai vợ chồng giật mặt nhau đó. Nhưng mà hai vợ chồng này quá đẹp rồi. Cái tình yêu nó ngay vợ chồng em cũng trải qua nhiều biến cố. Cho nên nó đã quá nhiều biến cố và được xóa bỏ. Và thậm chí bây giờ nó rất là hạnh phúc như thế này. Dạ. Thôi thì bây giờ hỏi luôn cái phần gọi là nếu như cho em những cái điều mà gọi là mong muốn chồng mình thay đổi thì em mong muốn đó là những điều gì? Bây giờ anh cũng đã tốt như em muốn rồi. Mà từ trước giờ anh cũng tốt với em, anh cũng chưa làm gì để em phật ý hết. Thì em chỉ muốn là chồng em luôn luôn tốt với em thôi, chứ đừng có thay đổi cái gì nữa hết. Mình muốn đơn giản ghê. Đó là điều mong muốn của tất cả các bà vợ như thế. Dạ. Còn em? Em thì chỉ có một cái mong muốn mà vợ em thay đổi nhẹ một xíu. Đó chính là vợ em có tính rất hay ghen. Bản thân công việc của em thì em đi sớm, em về cũng khá muộn, chứ không phải là khuya. Vợ em mỗi lần về đấy là vợ em là hay bực mình bởi những cái thời gian mà em hay về muộn. Tuy nhiên cái thời gian mà khi mà gần đây vợ em đang có em bé nữa là cái sự ghen đấy còn nặng hơn nữa. Là hay dễ bực tức hơn nữa, là em nhiều khi là cứ hay bị giống như là bị nghe la mắng mà không phải lỗi của mình. Nghe la mắng. Dạ. Ủa em, mà bây giờ cái công việc của chồng em là trước đó em cũng biết rồi mà đúng không? Dạ em biết, nhưng mà nhiều khi em lên cân thất thường chị ơi. Chị thấy vậy nè em. Dạ. Bây giờ tạm thời trong cái thời gian vợ em đang có bầu á. Dạ. Thì chắc có lẽ là theo chị á thì em nên chủ động cái vấn đề thời gian để gần vợ nhiều hơn. Em cứ để vợ em ở nhà một mình hoài cái thời gian rảnh của cổ á, ví dụ 11 tới 12 giờ đêm á, thì chị nghĩ là nó không hay ở cái giai đoạn này. Yeah. Bởi vì cái cá tính của cô này á là cổ sẽ rất dễ đi đến cái việc là cổ bị trầm cảm sau sinh. Em cảm ơn chị Vân. Thì thời gian gần đây là em cũng đã sắp xếp lại cái giờ làm giờ giấc làm việc của mình rồi. Ừ. Thì nói chung là em cố gắng em như cũng vậy đã sắp xếp mà cái thời gian em em chia sẻ với vợ. Em cảm ơn chị. Hai em ha. Dạ. Rồi, anh chúc cho mẹ trò con vuông. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị.